cách để có một đàn gà khỏe mạnh, ham ăn chóng lớn. Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh, chuyên gia chẩn đoán kiên bốc thuốc, 14 năm kinh nghiệm. Có rất là nhiều trang trại hỏi Xuân Trịnh rằng nên chọn dòng vỗ béo nào để giúp cho vật nuôi, đặc biệt là con gà, hay ăn chóng lớn, trơn lông mượt da, đẹp mã đẹp lườn, đỏ tích kích màu và có trọng lượng nhãn lớn. Quan trọng nhất đấy là nhanh xuất bán và giảm FCA. Thì hôm nay Xuân Trịnh sẽ giới thiệu với các bạn siêu vỗ béo đặc biệt. Đây là một trong những loại vỗ béo đặc biệt ở trên thị trường. Nó sẽ giúp cho các bạn có một đàn gà khỏe mạnh, nhanh lớn. Một cân siêu béo đặc biệt này có giá là 258.000, sẽ giúp cho các bạn tăng gấp 3 đến gấp 5 lần chi phí các bạn đầu tư. Đây là một trong những điều tuyệt vời. Vậy thì nếu mà các bạn chưa biết mua vỗ béo ở đâu, các bạn có thể sử dụng ngay siêu vỗ béo đặc biệt, một trong những loại thuốc, loại vỗ béo tốt nhất thị trường hiện nay. Và cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.